chương 531, Điềm tĩnh lưu ly. Lão thái quân chống quải trượng, bất mãn nhìn thoáng qua Lâm Tâm Di, ngươi đây là không có nắm chắc. Diệp thần đứa nhỏ này, ta tuy nhiên nhìn lấy không vừa mắt, nhưng lần trước nếu là không có hắn, Lâm gia cũng vào không được tần thiếu gia sinh nhật yến hội. Lần này, ta tin tưởng các ngươi hai cái, cứ như vậy nói tốt. Không cho Lâm Tâm Di cơ hội phản bác, lão thái quân rời đi chủ vị. Tâm Di, ngươi là gia tộc công ty tổng giám đốc, nên có cái này bá lực, sao có thể Lâm Trận bỏ chạy? Quả thực không tưởng nổi, lão thái quân như thế tin tưởng ngươi, tự nhiên là có đạo lý của nàng. đúng vậy a, à, lần này nếu là có thể thay lâm gia cầm xuống cùng lệ nhân quốc tế cơ hội hợp tác, ngươi cái này tổng giám đốc vị trí cũng là ván đã đóng thuyền, thậm chí về sau lâm gia gia chủ người phụ trách cũng có thể là ngươi tiếp nhận. ha ha ha, thật tốt làm, thúc thúc tin tưởng ngươi. một đám lâm gia dòng chính tại đi qua lâm tâm di thời điểm phát ra nhiệt liệt chúc mừng cùng tiếng chúc mừng. trương ngọc tuệ một nhà bốn người giữ im lặng rời đi lâm gia đại sảnh, chờ không nhìn thấy người thời điểm. Trương Ngọc Tuệ vẫn không có ở đây dịp thần trên thân quạt một bạc tai, ngươi điên rồi đi. Ai để ngươi nói chuyện? Rõ ràng như vậy châm ngòi, ngươi không nhìn ra được sao? Là cảm thấy tâm di hiện tại thời gian qua tốt, ngươi lo lắng nàng không muốn ngươi, cố ý quấy rối đúng không hả? Dịp thần, lão nương ở chỗ này đem lời nói rõ với ngươi, mặc kệ nhà chúng ta tâm di là tổng giám đốc cũng tốt, không phải tổng giám đốc cũng được, đều không phải là ngươi có thể xứng với. Thu hồi ngươi những cái kia bẩn thiểu tâm tư, cút trở về cho ta, lần sau không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi mẹ, ngươi hiểu lầm, ta kỳ thật cũng là vì tâm di tốt. Diệp thần cười khổ lắc đầu. Trương Ngọc Tuệ trừng mắt hạt châu, gào lên, vì tâm di tốt. Ngươi đây là tại hại nàng, đem nàng hại thảm. Ngươi tên vương bác đảng này, thằng nhãi con. Mẹ, ngươi trước đừng kích động, loại thời điểm này nói những lời này, đã là vô lực hồi thiên, tại nãy nãy nơi đó đã chắc chắn để cho ta đi cùng lệ nhân quốc tế hiệp đàm hợp tác. Lâm tâm di thật sâu nhìn thoáng qua Diệp thần, cái kia một cổ chán ghét, đã nhanh muốn ức chế không nổi. Cũng không muốn được nghe lại tên của hắn, nhìn nhiều đều cảm thấy tâm lý khó chịu vì cái gì vì sao lại có loại này cùng vọng tự đại người thế mà thay nàng làm quyết định đều không suy tính một chút cảm thụ của nàng thì đáp ứng xuống đừng nói diệp thần không có cái gì năng lực liền xem như có cũng không nên như vậy không để ý tới cảm thụ của nàng a yên tâm đi tâm di ngươi liền đi lệ nhân quốc tế tìm thương vụ bộ người phụ trách nhất định có thể lấy xuống ta cùng đi với ngươi diệp thần chủ động yêu cầu long câu đã đem phương diện này sự tình cho an bài thỏa đáng thông qua bắt cảnh bên kia quan hệ cho lệ nhân quốc tế khơi thông qua quan hệ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần Lâm Tâm Di tự mình đến, liền có thể xác định hợp tác công việc. Lâm Tâm Di nhớ mày, chính ta đi là được, ngươi cái kia ở nơi nào đợi, thì ở nơi nào đợi, không muốn đi theo ta đằng sau. Đinh. Khí vận chi nữ Lâm Tâm Di đối khí vận chi tử Diệp Thần sinh ra ý căm ghét, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị 10.000. Thiên Du thành phố, khu vui chơi bên ngoài, ngay tại mua vé tầng lãng nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, tâm lý một trận sốt giòn thoải mái. Hào phóng mà nhìn xem nắm mắt đỏ tiền mặt Luli nói, vé vào cửa một người 150, ngươi ra 100, ta ra 200, cái này bỏ thôi đi. Luli trong tay nắm bắt hai tấm màu hồng tiền mặt, chính đang xoắn suýt. 150 vé vào cửa, đối với nàng mà nói, đã là cao tiêu phí, có thể khu vui chơi lại đặc biệt muốn đi mở mang một chút, trong lúc nhất thời do dự không quyết. Nghe tới tầng lãng đề nghị, ngẩng đầu đưa ra một trương tiền mặt, cảm kích nói, cảm ơn. Mua phiếu thành công, hai người xét vé vào tràng, dạo bước tại màu xanh nhạt trên mặt đất. Công viên nước cửa, có thuê mui trần xe chạy bằng điện, ấn thiên tính phí, một chiếc tiền mướn 280 khối. Chỉ nhìn thoáng qua, Lưu Ly liền dắt lấy Tần Lãng rời đi xa xa, chúng ta người tập võ, không cần loại này công cụ. Tần Lãng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bồi tiếp Lưu Ly tại khu vui chơi cái này to lớn phạm vi bên trong đi bộ. Toàn bộ khu vui chơi, phạm vi rất lớn, chiếm diện tích trên trăm mẫu, không chỉ có một số khu vui chơi tất chơi thiết bị, như là tàu lượng, ma thiên luân, nhà ma, còn có công viên danh lam thắng cảnh, thiết lập ghế dài thay du khách cung cấp nghỉ ngơi nói là đối khu vui chơi rất ngạc nhiên kỳ thực thật sau khi đi vào đối với một số du ngoạn thiết bị lưu ly căn bản thì không có hứng thú duy chỉ có coi trọng cái kia một mảnh lăng hàng một mình nở rộ hoa mai tầng lãng bồi tiếp lưu ly tại công viên trên ghế dài ngồi đấy mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu vào trên quần áo dâng lên một cổ ấm áp không bao lâu nắm lưu ly tầng lãng ngáp một cái mặt trời này chiếu lên trên người quá ấm áp đều có chút buồn ngủ có thể dựa vào ở trên thân thể ngươi ngủ một hồi sao đừng hiểu lầm a ta là cảm thấy tựa ở trên ghế hiếp không thoải mái, còn có chính là, muốn không nắm ngươi, ta sợ ngươi sẽ đem cái này ghế dài làm cho đông lại. Từng. Lưu Ly quay đầu nhìn qua tầng lãng, nhẹ gật đầu, liền dời ánh mắt, nhìn chăm chú lên cái kia mảnh lăng hàng nở rộ trên cành hoa mai. Tầng lãng xê dịch vị trí, đầu tựa ở Lưu Ly hai cái đùi phía trên, yên lặng nhắm mắt lại, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, chui vào lỗ mũi, thấm vào ruột gan, cũng không biết là Lưu Ly trên người hương thơm, vẫn là hoa mai mùi thơm. Lưu Ly tại tầng lãng tựa ở nàng trên đùi trước tiên, thì toàn thân căng thẳng lên nàng coi là tầng lãng nói tới dựa vào là dựa vào tại trên đầu vai của nàng không nghĩ tới lại là như vậy một tư thế quá mức thân mật thì cùng bá đạo tổng giám đốc hung hăng sủng bên trong nam chính tựa ở nữ chính trong ngực tư thế là giống nhau như đúc tầng lãng cử động này rốt cuộc là ý gì lưu ly cao mày cúi đầu muốn theo trên đùi nằm tầng lãng trong mắt nhìn ra manh mối có thể bởi vì tự thân nguyên nhân sung mãn độ công để tầm mắt của nàng nhận lấy nghiêm trọng che chắn đừng nói là nhìn tầng lãng ánh mắt liền mặt của hắn đều muốn chết cái đầu mới có thể thấy rõ ràng trong lòng suy nghĩ có chút hỗn loạn lưu ly, có chút không quyết định chắc chắn được, không biết là cái kia đem tần lãng cho đẩy ra, vẫn là muốn làm sao. Nghĩ đến, hai ngày trước trong sơn động, tần lãng vì cứu nàng, toàn thân đều bị đông lại, nằm tại trong ngực nàng cảnh tượng đó, hít sâu một hơi lưu ly, dần dần, xem như chấp nhận động tác này. Thậm chí, nàng vương tay, lăng không đặt ở tần lãng đỉnh đầu, chậm rãi tới gần, tại chạm đến một chút sợi tóc thời điểm, chậm chạp lại nhẹ nhàng vuốt vuốt. Giống như là tại thể nghiệm, vào khắc phái đầu là cái dạng gì cảm giác. Nhắm mắt lại tần lãng, tâm lý kinh ngạc không nghĩ tới tại trước mặt mọi người lưu ly thế mà lại mò đầu của hắn hắn hiếp mắt dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút chung quanh phát hiện chỉ có mấy cái tiểu hài tử đang bò cây căn bản cũng không có đi nhìn nhiều cùng tiên nữ giống như lưu ly suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng coi là có thể lý giải không thể nói dài đến cùng tiên nữ giống như lưu ly không có mị lực chỉ có thể nói bọn này tiểu hài tử não mạch kính thanh kỳ vô luận cái nào cái thế giới đều là như vậy tựa như là kiếp trước trên địa cầu một vị nào đó lấy danh tiếng đạo diễn hao tốn đại lượng tinh lực, lượt mời cả nước phạm vi bên trong lớn nhất tiên đẹp nhất một nhóm nữ diễn viên tham cùng mình phim truyền hình quay chụp. Kết quả, tất cả tiểu hài tử, thế mà không có sai biệt, đều nhìn chầm chầm con khỉ kia. Chương 532, điên rồi đi, tại sao không đi đoạt? Tỉnh. Lưu Ly ngẹo đầu, tránh đi ngăn cản lấy tầm mắt chướng ngại vật, theo mặt bên nhìn thấy tầng lãng trợn tròn mắt, ánh mắt vô thần đang tự hỏi cái gì, Hiếu Kỳ nói, đang suy nghĩ gì đấy? Tần Lãng tằng hắn một cái, thẳng thẳng người, không cẩn thận bị chướng ngại vật va vào một phát cười cười xấu hổ sờ lên cái tráng lại muốn đi sờ sờ chướng ngại vật nhưng bàn tay đến giữa không trung thì đã ngừng lại bởi vì lưu ly đang ngó chừng hắn không có ý tứ a có chút nghĩ ra thần tần lãng nhìn chằm chằm lưu ly cái kia một thân màu tím cung trang váy dài y phục này ngươi cần phải thì một bộ a mặc lấy thời gian dài như vậy vì cái gì cũng không thấy sẽ tạng thậm chí còn có một cổ mùi thơm lưu ly nhíu mày có chút không cao hứng y phục không phải hương chẳng lẽ nhất định phải xấu mới tốt người ăn ngủ cốc thể có tạp chất tràn lan bên ngoài cơ thể tự thành đục ngầu chi khí ăn đa người trường sinh chân khí giả bất tử thể chất tinh thuần thành tựu khí huyết thân thế tần lãng rất có việc gật đầu nghe không hiểu nói đơn giản một chút lưu ly nhíu mày khuếch tần lãng liếc một chút y phục có thanh tẩy qua cái này váy dài chính là đặc thù tơ tầm chế thành nóng lạnh bất xâm thoáng ngưng tụ khí huyết chi lực đem nước động ngưng kết đánh sơ sát liền có thể mặc nhà tần lãng hiểu rõ sớm nói như vậy không phải tốt kéo nhiều như vậy đại đạo lý còn không phải thừa dịp hắn không có chú ý thời điểm lén lút giặt quần áo rồi. Cũng là phơi quần áo so với người bình thường cao cấp hơn một chút thôi. Gặp Lưu Ly có chút không hứng lắm nhìn chằm chằm Hoa Mai, Tần Lãng cũng không biết là mình vạch trần nàng ban đêm tiểu động tác, không cao hứng nữa nha, vẫn là xúc cảnh sinh tình, cảm khái nói, cốc tường đếm nhánh mai, lăng hàng một mình mở, ngươi rất ưa thích Hoa Mai. Lăng hàng một mình mở câu này rất hợp với tình hình. Lưu Ly quay đầu, nhìn thoáng qua Tần Lãng, có phần có một ít vẻ tán thán, theo sát lấy lại thất lạc nói, cái gọi là một mình mở, nhưng bây giờ lại dựa vào tại liên miên rừng mai bên trong, có cái làm bạn xuất cảnh sinh tình nàng nhớ tới chính mình lâu dài sống thâm sơn cùng ngoại giới ngăn cách gần như không thông thế tục có bất kỳ tới lui lễ nghĩa cũng không hiểu may ra trước đây ít năm nàng tìm tới một chút có căn cơ đồ nhi nuôi dưỡng ở thâm sơn bên trong có người làm bạn cho dù mấy vị đồ nhi tại sư môn thời điểm nàng cũng không có quá nhiều thời gian cùng giao lưu thậm chí ngay cả chơi đùa đùa dẫn đều chưa từng từng có nhưng đối với đồ nhi cái chủng loại kia cảm tình không cách nào nói nên lời bao giờ cũng trong lòng không tại lo lắng lấy vô luận là cái nào đều bị nàng cái để ở trong lòng đợi các đồ nhi đến tuổi tác về sau, nàng cũng chưa từng đem giam cầm, cùng mình làm bạn, mà chính là làm cho các nàng xuống núi, đi lịch luyện, đi thích ứng xã hội này. Trong lòng đâm chiêu suy nghĩ, đều cũng là vì các đồ nhi về sau suy nghĩ, thật là chờ đến các đồ nhi rời đi, một mình nàng ở tại thâm sơn bên trong, lẻ loi trơ trọi, liền cái người nói chuyện đều không có, chỉ có mấy cái bạch cư làm bạn. Càng là liễu vô khiên quải, liền càng là rộng rãi, sẽ không suy nghĩ lung tung, chỉ khi nào có lo lắng, loại kia cảm giác biến mất về sau, là cực kỳ khó có thể đi chịu được. Lần này xuống núi, không chỉ là phát hiện Trần Phàm hành tung có vấn đề, càng quan trọng hơn là nàng muốn chính mình đồ nhi. Lấy cớ để thăm hỏi, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi, vẫn là muốn trở lại cái kia thâm sơn bên trong. Thế nào đây là? Thật tốt đi ra chơi, làm sao đột nhiên thì mất mát a. À. Tần Lãng nắm chặt lưu ly tay cầm, còn thật xúc cảnh sinh tình rồi. Sẽ không phải là một mình ngươi ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, không có nói chuyện đối tượng, nhìn đến liền hoa mai đều là liên miên liên miên nở rộ, tâm lý cảm thấy mình rất đau xót. Hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Ly nhíu mày, lạnh giọng quát lớn đem tầng lãng tay cầm hất ra cực kỳ bất mãn loại này lý do thoái thác tầng lãng nhìn lấy trên thân thậm chí đỉnh đầu đều có một vòng màu trắng văng phách hàng khí tràn ra lưu ly từ đáy lòng cảm khái cái này chỉ sợ sẽ là bị tức bốc khói lớn nhất sinh động giải thích liền vội vàng kéo lưu ly tay cầm tặng hắn một cái nghiêm nghị nói có chuyện gì thật tốt nói sự tình đừng nóng giận a à. ngươi lúc này không phải có ta đây sao không đúng không đúng ngươi cái này thể chất bạo phát có nguy hại chỉ có ta có thể ức chế ở đến tại cái gì thời điểm có thể hoàn toàn trị liệu tốt vậy chúng ta cũng không biết. Khác ta không dám nói, nhưng ở điểm này ta có thể theo ngươi cam đoan, tại ngươi còn cần ta thời điểm, cứ việc cùng ta mở miệng, vô luận là áp chế ngươi băng phách hàng khí, vẫn là muốn tìm người trò chuyện, đều vui lòng phụng bồi. Hừ, ta lẻ loi một mình, sớm đã thành thói quen, chưa từng có qua oán trách. Lưu Ly hừ nhẹ, lần này nhưng không có đem tầng lãng tay cầm hất ra, rời đi cái này đi, thì một mảnh rừng hoa mai đã quyện đãi. Tần Lãng gật đầu, nắm tay của nàng, rời đi công viên rừng hoa mai, đi không có một đoạn đường, đi tới danh lam thắng cảnh nội bộ quà vặt đường phố. Không nhiều, cũng cứ như vậy mấy cái cửa hàng, nhưng rất không trùng hợp chính là, trong này thì có quán trà sữa. Thấy được vậy cơ hồ là đồng dạng trang hoàng quán trà sữa, lưu ly hai chân, tựa như là tựa như mọc rễ, đứng ở đó, không nhúc nhích, mặc cho tầng lãng lôi kéo, đều không mở rộng bước chân. Quan trọng, nàng cũng không mở miệng tại nói mình muốn uống trà sữa, cứ như vậy thỉnh thoảng nhìn bốn phía, cường điệu đang ánh mắt chuyển qua quán trà sữa thời điểm, dừng lại thêm một hai bốn năm giây không đi, không đi. Người ta không muốn đi mà. Người ta chính là muốn uống trà sữa. Mama mua cho ta trà sữa mà. Một cái tiểu đậu đinh, chính dắt lấy thiếu phụ cánh tay, cái mông về sau bẻ, sử xuất toàn thân khí lực, nắm kéo, sắc mặt nín đến đỏ bừng. Phu nhân xinh đẹp thật sự là không có cách nào, vuốt vuốt nữ nhi đầu, chỉ có thể mang theo nàng, đi quán trà sữa bên trong bắt đầu đi dạo. Tần lãng khóe miệng hơi hơi vung lên, nhìn thoáng qua đại mặt trời, thời tiết này đến trưa, còn có chút nóng đâu, điểm hai ly trà sữa uống nhìn chằm chằm lưu ly tần lãng biết rõ còn cố hỏi lưu ly gật đầu mười phần giảng nghĩa khí khẳng khái có thể hôm qua ngươi mời ta uống một ly trà sữa hôm nay ta cũng mời ngươi uống trà sữa vậy thì tốt a à. tần lãng lôi kéo lưu ly đi vào quán trà sữa điểm hai ly trà sữa nhân viên cửa hàng đều đem tờ đơn đánh tới có thể lưu ly lại là hoảng sợ khoát tay chúng ta không uống nàng dắt lấy tần lãng vội vàng trốn ra quán trà sữa hoảng sợ nói cái này trà sữa làm sao mắc như vậy một chén muốn bốn mươi đồng tiền bọn họ tại sao không đi đoạt Buổi tối hôm qua ta xem, theo ngươi điểm một dạng trà sữa, chỉ cần 18 khối. Không thể nói đã gặp qua là không quên được, nhưng ở chọn món thời điểm, nàng xem rất cẩn thận, nhớ kỹ một số trà sữa, dù là lần này Tần Lãng điểm trà sữa nàng không có uống qua, nhưng là nàng biết được giá tiền a. Tuyệt đối không làm coi tiền như rác, sẽ không dùng nhiều cái kia tiền tiêu uổng phí. Cảnh khu nha, ở chỗ này cửa hàng thành bản, cũng xa so với bên ngoài cao hơn, đều là muốn lợi nhuận, chỉ có thể ở tăng giá tiền mặt làm văn chương. Tần Lãng xem như đã nhìn ra, chiếu vào lưu ly cái này tiểu tài mê điều tính để cho nàng mời uống cảnh khu bên trong trà sữa, khẳng định là không có cơ hội, liền chủ động nói, ta mời ngươi đi, lần sau đi bên ngoài, ngươi lại mời ta uống hai lần, được không? Lưu Ly do dự, những mày suy tư, sau đó nhẹ gật đầu, có thể. Nàng vương tay, ngươi trả thù lao, ta giúp ngươi đi mua. Tần lãng xuất ra một trăm đỏ tiền mặt, đặt ở Lưu Ly lòng bàn tay. Tiếp nhận tiền mặt Lưu Ly, mở rộng bước chân, trực tiếp hướng về xét vé chỗ đi đến, cũng không quay đầu cái chủng loại kia. Chương 533, Chu Quyên tâm tư. Tần Lãng nhìn lấy lưu ly bóng lưng, khóe miệng điên cuồng rút rút. Khá lắm, đây là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Trung gian thương đầu não tư duy, thế mà còn có thể truyền nhiễm. Nhìn lấy rõ ràng là chạy kiếm lời trên lệch giá đi lưu ly, Tần Lãng trong lòng vô hạn cảm khái. May ra, đang chuẩn bị qua áp máy thời điểm, lưu ly bị người soát vé ngăn cản, đường cũ trở về. Tần Lãng phun ra một mụn trọc khí, may ra là cảnh trong vùng sau khi rời khỏi đây liền không thể lại đi vào quy định, giúp một chuyện. Bằng không, Lưu Ly khả năng thật sẽ đi ra ngoài mua trà sữa tâm lý vừa mới thở dài một hơi tần lãng còn chưa kịp cao hứng lưu ly liền biến mất ở hắn ánh mắt bên trong nhìn không thấy người tần lãng vỗ vỗ cái trán hắn là đánh giá thấp lưu ly quyết tâm trong lúc này trên lệch giá đủ để cho nàng nhiều chạy đoạn đường này lúc này cũng không tiện tiếp tục tìm người tần lãng tìm cái nghỉ ngơi vị trí ngồi xuống yên lặng chờ lấy lưu ly chủ động trở về hắn bên này mới vừa vào tòa không bao lâu bỗng nhiên có một bóng người xinh đẹp ra hiện ở trước mặt của hắn ngẩng đầu nhìn lại Khẻ công giảo hoạt như nguyệt nha đôi mắt đẹp hiếp trắng sấn bị dịch tiến vào túi màu đen mông trong quần càng lộ ra vòng eo tinh tế hòa thượng thân luân quết đường công to lớn ta còn tưởng là nhận lầm người miên lai thật là ngươi a à. ngươi không tại thiên hải thành phố đợi làm sao có nhàn hạ thoải mái chạy đến cái này thiên du thành phố đến còn một người đi dạo khu vui chơi chu quyên hai tay ôm ngực có chút hăng hái nhìn chằm chằm một người ngồi tại lều che nắng hạ tầng lãng buồn cười hỏi thăm quyên nhi tỷ ngươi làm sao ở đây này không phải nói ngươi đi ra ngoài làm việc sao vẫn là có bảo mật tính chất tần lãng nhìn thấy người tới hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền phản ứng lại cũng không có lộ tẩy cái này chu quyên chính là đô thành chu gia nữ nhi cùng hắn nguyên thân là đánh nhỏ lăn lộn một vòng chỉ là về sau theo đô thành mai danh ẩn tích nghe nói là xử lý cái gì bảo mật ngành nghề đi tần lãng tại biết rõ nội dung cốt truyện tình huống dưới tự nhiên biết chu quyên là bắt cảnh tình báo tổ chức người phụ trách nhưng đây không phải bí mật sao hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài đúng không xảy ra chút việc nhìn thấy người quen chu quyên liền ngồi ở tầng lãng đối diện nâng cái má nhìn chằm chằm tầng lãng tỉ mỉ nhìn trong chốc lát sợ hãi thang nói đều nói nữ đại 18 biến không nghĩ tới nam hài tử trưởng thành cũng có biến hóa lớn như vậy lúc trước cảm thấy ngươi cũng chính là ỷ vào tầng gia bối cảnh mới có vòng tròn bên trong tiểu cô nương theo ngươi phía sau cái mông đuổi không nghĩ tới lúc này ngược lại là biến thành thật là đẹp trai ca quyên nhi tỷ ngươi vẫn là như trước kia một dạng đẹp mắt gấp nha hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ huống chi là chu quyên trước khen hắn dù sao cũng phải có qua có lại nha trưởng thành còn học được miệng lưỡi trơn tru chu quyên liếc mắt sau đó nhếch miệng lên móc ra một vệt ngoạn vị nụ cười nghe nói ngươi gần nhất tại đối một cái gọi lâm tâm di nữ hài tử ra tay còn vì nàng đắc tội diệp thần ngươi đây đều biết tần lãng nghĩ minh bạch giả hồ đồ chu quyên hừ nói đó là tự nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai những năm này ta thế nhưng là cần cù chăm chỉ tại thay bắt cảnh vơ vét đến từ các nơi trên thế giới tình báo muốn nói hiểu rõ toàn bộ long quốc liền không có người so ta hiểu rõ hơn bắt cảnh tình huống hiện tại đương nhiên ngươi cũng không cần ngoài ý muốn, ta hiện tại từ chức, không làm, không quan viên một thân nhẹ, có một số việc không thể nói cho người khác biết, nhưng ngươi không phải đều biết diệp thần thân phận sao. Nàng cười hiếp mắt nhìn chầm chầm tần lãng. Có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu. Lại thêm, đánh nhỏ tần lãng cùng chu Quyên cũng là một người mặt lẫn vào, chính là không có như vậy muốn tốt, có dịp thần cái này một mối liên hệ, cũng tăng tiến mấy phần cảm tình. Quyên nhi tỷ ngươi nói lời này là có ý gì? Tần lãng hồ nghi hỏi lại. chu Quyên cũng không lãng phí cái này cơ hội cực tốt, thật là trùng hợp tại ngày này du thành phố đều có thể gặp phải tần lãng có lẽ đây là số mệnh bên trong đã định trước đi nàng đi thẳng vào vấn đề nói ngươi thì không muốn để cho dịp thần khó chịu loại này cùng vọng tự đại người đều dẫm lên trên đỉnh đầu ngươi tới chẳng lẽ lại ngươi còn có thể ẩn nhẫn xuống dưới tần lãng thở dài đây chính là bắt cảnh chiến thần thôi đi người khác e ngại bắt cảnh chiến thần ngươi tần lãng đứng phía sau tần gia còn có thể e ngại hắn nói thật dễ nghe điểm hắn là bắt cảnh chiến thần nói khó nghe chút không phải liền là cái có chút thế lực đám dân quê sao Chu Quyên cười nhạo, ngươi ở trước mặt ta, còn trang cái gì trang. Lo lắng ta là thay Diệp thần đến tìm hiểu ngươi. Chớ suy nghĩ lung tung, muốn là ta giúp hắn theo ngươi đối nghịch, sẽ chỉ đứng tại hậu trường, không có khả năng lấy Chu gia thân phận đánh với ngươi quan hệ, ta còn không có luân lạc tới loại tình trạng này. Lại nói, Long Câu cùng Phương Thiên Hoa mấy người, không phải tại chỗ ngươi bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đều vạch mặt, còn chưa tin ta. Tần Lãng híp mắt, suy nghĩ trong chốc lát, bốn phía nhìn quanh, không có gặp lưu ly bóng người, liền nghiêm nghị nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? tại sao ta cảm giác ngươi cùng diệp thần tựa hồ có thù theo đạo lý nói hắn không phải là cấp trên của ngươi sao ở trong đó sự tình hắn không rõ lắm còn cần hiểu rõ một phen đã vượt ra khỏi ban đầu một số nội dung cốt truyện qua sông đoạn cầu rút củi dưới đáy nồi là ngươi gặp ngươi sẽ làm sao lúc trước diệp thần vẫn chỉ là một cái đại đầu binh thời điểm toàn bộ bắt cảnh tình báo cơ cấu thùng rỗng kêu to về sau ta nhìn hắn rất nỗ lực liền muốn lấy ra một phần lực đã có thể đến giúp hắn lại có thể vững chắc bắt cảnh nhưng mà ai biết hiện tại hắn công thành danh toại, thế mà cao cao tại thượng, lần này đem ta triệu tập trở về, cùng huống cháu trai giống như huống ta. Trong nhà, ngay cả cha ta đều không có như thế mắng qua ta. Hắn dịp thần là cái thá gì? Vên vang đắc ý, cảm thấy ta nên nghe mệnh lệnh của hắn đúng không? Ta chu quyên tại bắc cảnh cẩn trọng nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hắn cầu ta làm việc, chưa từng có một lần là ta cầu hắn. Còn muốn từ bỏ chức vị của ta, cũng chính là hắn thực lực cao hơn ta, bằng không sớm to mồm quốc hắn. Chu quyên cũng không có dấu giếm, trực tiếp làm phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng không tại một cái cấp bậc, nàng không biết cái gì lời nói đều hướng bên ngoài nói, tựa như là long câu cùng Phương Thiên Hoa chờ nhất tinh chiến tướng, uống rượu về uống rượu, phàn nàng thì phàn nàng, nhiều năm như vậy đồng sự tình nghĩa, nàng cũng chưa từng tiết lộ qua nửa điểm thân phận của mình tin tức. Chỉ có trước khi chia tay, cảnh cáo bọn họ thời điểm, mới điểm một cái. Có thể tầng lãng không giống nhau, Phương Thiên Hoa bọn người, chỉ có thể tiểu đã tiểu nháo, mà tầng lãng lại là thật sự có thể vặn ngã Diệp thần tồn tại. Nàng sẽ không làm bất luận cái gì tổn hại bắt cảnh lợi ích sự tình, có thể hiện nay Diệp thần 3 năm chưa từng quản lý qua bắt cảnh còn hưởng thụ lấy bắt cảnh long xoáy đãi ngộ. Đây là cái gì? Thì tương đương với ăn không hướng, không làm việc, hắn có năng lực đi nữa, cũng chính là cái sâu mọt. Đem lấy xuống, không chỉ có sẽ không đối bắt cảnh có chỗ hại, thậm chí còn có lợi. Chương 534, thân phận bại lộ. Tần Lãng do dự cau mày, sắc mặt rất là xoắn xuýt. Chu Quyên tính cách, hắn là biết đến, vô luận là tại nguyên lấy bên trong, vẫn là tại trong trí nhớ, đều là tương đương tính tình nóng nảy. Địa người khi dễ, khẳng định là sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả thù lại lấy chu quyên gia thế vốn có thể hưởng thụ nhân sinh nhưng là nàng không có tại diệp thần tại giang nam quận trong 3 năm này cẩn trọng thay bắt cảnh vơ vét đến từ các nơi trên thế giới tình báo kết quả đây chẳng những không có bị cảm kích ngược lại còn khắp nơi bị diệp thần làm khó dễ cái này gia tốt chu quyên như thế một vị tiểu phản phái phản nghịch tâm lý cơ duyên xảo hợp lại biết được hắn cùng diệp thần ở giữa mâu thuẫn người tài giỏi không được trọng dụng rất hạch ý nhưng tần lãng mưu đồ trắng cỏ đường kẻ xám không có khả năng tất cả mọi chuyện đều đối với người khác biểu lộ ra cho dù là tâm lý đã có khuynh hướng tín nhiệm nhưng vẫn là biểu hiện tương đương ngưng trọng đang do dự theo ta trước mắt tình báo diệp thần tại lâm gia địa vị rất thấp đồng thời cùng lâm tâm di ở giữa có to lớn mâu thuẫn mà vì tiêu trừ phần này mâu thuẫn diệp thần dự định sử dụng cùng lệ nhân quốc tế cơ hội hợp tác trợ giúp lâm tâm di tiếp theo trong lòng lên cao địa vị chu quyên chủ động cáo tri tầng lãng một số gần nhất tình báo đổi lại là nàng gặp phải đột nhiên đến hợp tác cũng không có khả năng lập tức liền tín nhiệm khẳng định có một đoạn thảo hạch kỳ sau đó mới là tuần trăng mật nàng muốn làm cũng là tận khả năng rút ngắn khảo hạch kỳ thời gian. Tần Lãng miếng môi, ngón tay có quy luật đập mặt bàn, lắc đầu, ngươi tin tức này cũng không coi là bao nhiêu bí ẩn a, à, ta đã nhận được tin tức. Diệp Thần giúp Lâm Tâm Di cùng lệ nhân quốc tế thúc đẩy hợp tác chuyện này, hắn đã sớm tâm lý rõ ràng. Đồng thời đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một ngữ yên một nhân quốc tế gần nhất cũng không có lại mưu đồ một số tiêu thụ con đường, mà chính là bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị đem sản phẩm mỹ nhan hoàng đẩy ra thị trường. Vì chính là cùng lệ nhân quốc tế sản phẩm mới đánh lôi đài. Diệp Thần không phải là muốn đem Lâm Gia cột vào lệ nhân quốc tế trên chiến thuyền sao? Được. Vậy liền để hắn buộc, Lâm Gia khẳng định sẽ bởi vì chuyện này đối Diệp Thần cho đánh giá rất cao, chính là Trương Ngọc Tuệ cùng Lâm Tâm Di bên kia, cũng không có cách nào cầm sự kiện này đi chửi bới Diệp Thần. Người ở rễ địa vị từ đó nước lên thì thuyền lên, là chuyện đương nhiên sự tình. Trèo càng cao, rơi càng thảm. Nếu là không có Mỹ Nhan Hoàng, lệ nhân quốc tế sản phẩm, tất nhiên sẽ tại trên thị trường nhất lên một trận mua sắm triều dân. Nhưng có Mỹ Nhan Hoàng thì hoàn toàn khác nhau tại sản phẩm công hiệu phía trên mỹ nhan hoàng cùng lệ nhân quốc tế sản phẩm vừa vặn ăn khớp tiêu thụ con đường phương diện một ngữ yên càng là sớm bố cục thời gian rất lâu đã sớm toàn diện đã thông bao quát người phát ngôn thiên hậu thi nhã có thể nghiền ép chỗ có cái gọi là một đường nữ ngôi sao một nhân quốc tế hoàn toàn là treo lên đánh lệ nhân quốc tế hai loại sản phẩm đồng thời toàn diện quảng bá hướng thị trường muốn là tác dụng không giống nhau vậy sẽ không lưỡng bại câu thương hao tổn chính là khách hàng ví tiền nhưng nếu là tác dụng một dạng chỉ có một khả năng cũng là hai nhà công ty ngươi chết ta sống lệ nhân quốc tế vừa chết lâm gia cùng lệ nhân quốc tế hợp tác cũng không phải là nước lên thì thuyền lên mà chính là thiêu thân lao vào lửa chu quyên không biết tần lãng tâm lý mưu đồ kinh ngạc nói tin tức này mới vừa vặn truyền tới người tại lâm gia có nhãn tuyến tần lãng cười khẽ cái này không trọng yếu vẫn rất khó đối phó chu quyên đánh giá tần lãng trong nội tâm âm thầm phỏng đoán không nghĩ tới mấy năm không gặp tần lãng so trước kia muốn tinh minh quá nhiều liền nàng đều nhìn không thấu bất quá càng như vậy thì càng kiên định nàng cùng tần lãng cột vào cùng một chỗ suy nghĩ. Theo đồng đội, người người đều bài xích, nhưng có não tử còn có bối cảnh đồng đội, bất kể như thế nào, đều muốn tạo mối quan hệ. Ta còn có một tin tức, ngươi đây khẳng định không biết. Chu Quyên hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Diệp Thần gần nhất thụ thương, không biết là gặp cao thủ gì, tại ta đi Giang Nam quận gặp hắn thời điểm, hắn sắc mặt tái nhợt giống như là một tờ giấy trắng, rất nghiêm trọng, sợ là thực lực bây giờ chật hạ xuống rất nhiều. Điều này đại biểu, tại Giang Nam quận tồn tại một vị có thể đem hắn trọng thương tuyệt đỉnh cao thủ nếu là có thể tìm tới vị cao thủ này, đồng thời đã thông quan hệ, mượn danh nghĩa hắn, nàng, tay, dịp thần uy hiếp, thì giảm bớt đi nhiều. Tần lãng rất có việc nhẹ gật đầu, cũng không trả lời. Ánh mắt hướng về Chu Quyên sau lưng nhìn qua, chỉ thấy một đạo thân mang màu tím cung trang váy dài, thân hình uyển chuyển gia nhân tuyệt sắc, đang theo lấy bên này đi tới, trong tay mang theo hai ly trà sữa, đi lại rất chậm. Nàng tới gần Tần lãng ngồi xuống, đem Tần lãng tay đặt ở trà sữa phía trên, giúp đỡ đi băng, yên lặng đâm căng ống hút, mút hít một hơi, chẹp chẹp miệng, lúc này mới thỏa mãn đem một chén khác trà sữa đẩy đến tầng lãng trước mặt nguyên lai là cùng nữ một nhóm bạn nhi ra tới chơi đó a à, ta đã nói rồi ngươi làm sao có thể một người chạy đến khu vui chơi loại địa phương này đến chu quyên đánh giá lưu ly tâm lý hơi có chút chấn kinh quả thực không nghĩ tới tại thiên du thành phố chỗ như vậy lại có thể nhìn thấy bực này nhân gian tuyệt sắc dù là nàng vị này tại bắc cảnh nắm giữ rất nhiều người đeo đuổi trước tình báo tổ chức người phụ trách ngồi tại lưu ly đối diện cũng ảm đạm phai mờ lưu ly cũng không có đi nhìn chu quyên cũng không có hứng thú chỉ yên lặng nhìn mình chầm chầm trà sữa, thỉnh thoảng ánh mắt trông về phía xa. Tự sau khi ngồi xuống, thì chưa từng nói một câu. Vừa vặn khát nước, ta uống chút trà sữa giải giải khát. Chu Quyên tự chút nhục nhã, vươn tay ra đi, muốn đem tầng lãng trước mặt trà sữa lấy tới. Ngay lúc này, nãy giờ không nói gì Lưu Ly vừa quay đầu, nhìn Chu Quyên liếc một chút. Rất bình thản, không hề bận tâm, không mang theo bất luận cảm tình gì ở bên trong. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Chu Quyên cảm giác có một cổ khí lạnh, theo đuôi xương cục, một chút lẻn đến đỉnh đầu, cả người đều rùng mình một cái, vương đi ra tay cũng rụt trở về nàng nhìn chằm chằm lưu ly đôi mắt đẹp trừng lớn bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì vừa nhìn về phía tầng lãng gặp hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng tâm tư hoặc lạc chẳng lẽ cái này là vị nào chu quyên trước đó đạt được dịp thần mệnh lệnh căn cứ miêu tả hình ảnh tìm kiếm qua lưu ly tung tích chỉ là tấm kia vẽ tay tướng mạo không kịp lưu ly bản nhân mười phần trăm nếu không phải cái này một thân hiếm thấy màu tím cung trang váy dài cùng vừa rồi cái kia nhẹ liếc liếc một chút liền để nàng lòng sinh cảnh giác quả quyết sẽ không phỏng đoán vị kia có thể đã thương dịp thần tuyệt đỉnh cao thủ, lại là ngay tại tầng lãng bên người vị này mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng cố ý nói, dịp thần thực lực bây giờ tổn hao nhiều, nhưng bắt cảnh dược vật phong phú, không được bao lâu, liền sẽ trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, sợ là sẽ phải chủ động tìm ngươi phiền phức. Muốn là ngươi không có cái gì đại sự, tận khả năng sớm đi về đô thành tránh một chút. Như thế nghiêm túc lời nói. Tần lãng nhìn ra chút đoan nghe, cũng không tiện biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mà vừa lúc này, một bên lưu ly mở miệng, có ta ở đây, không người có thể thương ngươi. Chương 535, theo tâm thiên mệnh chi nữ. Tần Lãng nghĩ minh bạch giả hồ đồ cảm thán, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng Diệp thần không phải người bình thường, là thống soái trăm vạn Bắc cảnh quân Long soái, thực lực khủng bố khó lường. Lưu Ly cũng không có bởi vì Tần Lãng kinh thị, mà có bất kỳ tình cảm ba động, chỉ là thản nhiên nói, Diệp thần thương thế là ta tạo thành. TT. Chu Quyên hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên, đây chính là vị kia tuyệt đỉnh cao thủ, liền Diệp thần đều có thể trọng thương tồn tại. Tại Chu Quyên trong mắt, nhìn thấy diệp thần sắc mặt tái nhợt rất là chán chường mà lưu ly bên này sắc mặt trắng nõn hồng nhuận phân phớt không giống như là có nửa điểm thương thế bộ dáng cái này chẳng phải là chứng minh lưu ly muốn vững vàng áp diệp thần một đầu lưu ly không có đi quản chu quyên như thế một cái bóng đèn mà chính là nhìn về phía tần lãng hồ nghi nói ngươi cùng diệp thần có khúc mắt nàng không có phải ẩn giấu thân phận ý tứ chẳng qua là cảm thấy tần lãng cùng với nàng ở giữa hẳn không có quá lớn quan hệ dù sao cũng là ngẫu nhiên gặp vẫn là bị nàng bắt đi liền một mực không có nói cho tần lãng có liên quan tới nàng một ít chuyện nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện chu quyên đem hai người thông qua diệp thần cho liên hệ đến cùng một chỗ thuận tiện kỳ muốn giải một số tình huống tần lãng còn chưa mở lời chu quyên giúp đỡ giải thích nói kỳ thật cũng không phải quá lớn khúc mắt chỉ là diệp thần thê tử bởi vì vì một số nguyên nhân đối tần lãng ôm lấy cảm kích chi tâm đồng thời diệp thần thê tử gia tộc rất là tha thiết muốn tác hợp tần lãng cùng diệp thần thê tử lúc này mới sẽ khiến diệp thần đố kỵ phái người đi chắn qua tần lãng kết quán hận tại tần lãng trước mặt nàng có thể trêu chọc tần lãng cùng lâm tâm di thật không minh bạch nhưng ở lưu ly trước mặt nàng cũng sẽ không ngốc đến nói những thứ này lời vô vị không nói trước nàng có ý cùng tần lãng đánh làm một đoàn cộng đồng đối phó diệp thần thì sạch là lưu ly cùng tần lãng cái này thân mật vô gian dáng vẻ nàng cũng không tiện từ đó cản trở kể một ít không đứng đắn lời nói hắn khi dễ ngươi lưu ly nhìn về phía tần lãng cao mày quả nhiên cùng với nàng nghĩ một dạng cái này diệp thần một lời không hợp liền đại khai sát giới tự cao tự đại căn bản liền sẽ không đi bận tâm người khác cảm thụ ở trong đó một số chi tiết nàng là đích thân thể nghiệm qua Lúc trước, nàng chỉ là đi tìm Diệp Thần hỏi thăm, cũng không có nghĩ đến không chết không thôi, có thể đối với nàng đặt câu hỏi, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xuất thủ. Hiện nay, lại bởi vì một số không có lý do sự tình, nhằm vào tầng lãng. Bực này tặc tử, quả thực khiến người chán ghét ác. Khi dễ cũng không đến mức, chỉ nói là bị ghi nhớ, nói như vậy, ngươi cũng là bởi vì Diệp Thần, mới tìm ta sao. Tần lãng nghiêm nghị nhìn chầm chầm Lưu Ly, chân mày hơi nhíu lại. Lưu Ly gật đầu, lưỡng bại câu thương. Càng xác thực hình dung, phải nói là nàng kém một bậc diệp thần bằng vào năng lượng của mình cũng đã thoát khỏi khốn cảnh có thể trở lại đỉnh phong mà nàng nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp tần lãng hiện nay sợ là đã bị động loạn băng phách linh thể cho ra tấn không cách nào nhúc nhích nhưng dù vậy diệp thần muốn tìm tần lãng phiền phức nàng cũng có thể bảo trụ tần lãng an nguy thậm chí trong khoảng thời gian này nàng cảm giác được băng phách linh thể xuất hiện một chút khác thường có một chút quỷ dị biến hóa đây là nàng trước kia không sở hữu cảm nhận được có lẽ có thể sử dụng này quỷ dị biến hóa để thực lực càng tiến một bước cũng không phải là không thể được Tần Lãng không có nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Chu Quyên, mày nhăn lại, "Ta có thể hợp tác với ngươi, bất quá, hiện tại ngươi cần phải cho ta một cái đầu danh trạng." Đô Thành Triệu gia cùng Diệp thần khúc mắt, "Ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết, ta hiện tại muốn nhìn đến Triệu gia cùng Diệp thần đấu ngươi chết ta sống." Hắn không tiếp tục chần chờ, thừa cơ hội này, tiếp nạp Chu Quyên đề nghị. Bố cục trắng cỏ đường kẻ xám, cần che giấu tai mắt người, không có khả năng đơn giản cũng bởi vì Chu Quyên một câu đạt thành hợp tác, như thế liền Chu Quyên chính mình đều có chút lo lắng. Mà bây giờ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan thì là tốt nhất lấy cớ chẳng những có thể để chu quyên tín nhiệm hắn càng là có thể tại lưu ly bên này lưu lại một ấn tượng thật tốt liền triệu gia sự tình ngươi đều biết rồi chu quyên tắt lưỡi nhìn chằm chằm tần lãng lại liếc mắt nhìn lưu ly tâm tư linh hoạt không biết suy nghĩ cái gì nàng nhẹ gật đầu ngươi sách yêu cầu này ta có thể cân nhắc điều tra ra triệu gia là nàng gần nhất mới phát hiện bí mật nhưng bởi vì dịp thần cuồng vọng cũng không nói ra miệng tốt lúc trước bắt cảnh tình báo tổ chức số lớn từ chức phong ba bị nàng cho đè ép xuống Nói cách khác, hiện tại Diệp Thần chỗ đó, có số lớn, chính mình người. Nàng hoàn toàn có thể thông qua những người này miệng, đem tin tức cho truyền ra ngoài. Huống chi, nàng muốn những người này lan truyền vốn chính là chân thực tin tức, không có nửa điểm nói hoa. Suy tư liên tục về sau, Chu Quyên chắc chắn nói, ta cái này đi làm. Nhưng có một chút đến theo ngươi nhắc nhở một chút, muốn dựa vào triệu gia Diệp đi Diệp Thần, khả năng không quá hiện thực. Đây chỉ là một chút lợi tức. Tần lãng lạnh lùng mở miệng. Chu Quyên đi, lắc lắc eo thông chi, bóng lưng phá lệ yêu nhiêu, bao mông váy để thân hình của nàng, đường công lộ ra hiện ra ở tầng lãng trước mắt. Lưu Ly gặp tầng lãng nhìn chầm chầm vào Chu Quyên bóng lưng, cao mày, chậm một hồi lâu, mới mở miệng nói, y phục này rất xem được không? Thật đẹp mắt, theo ngươi bộ này cung trang váy dài, mỗi người mỗi vẻ. Tầng lãng trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn là xuyên lên, cần phải càng đẹp mắt. Hắn tại nói bóng nói gió, cho Lưu Ly khuyên bảo một chút tư tưởng, vạn nhất ngày nào tâm huyết dân trào, cổ vũ một chút, liền có thể để một mực mặt lấy kính váy dài lưu ly, đổi thành vớ đen bao mông váy. Nói thật, đến bây giờ, hắn liền lưu ly xương quai xanh là dạng gì, đều chưa từng nhìn thấy. Cái này cung trang váy dài, bao khỏa quá kín. Cũng là bởi vì loại này một mực không gặp được cảm giác, để tầng lãng tâm lý tựa như là vuốt mèo gãi giống như, trong đầu hiện ra một mực đoan trang đại ký lưu ly, thay đổi hiện đại gợi cảm nóng bỏng đô thị nữ lang trang bộ dáng. Da láng dày cao gót, vớ đen, bao mông váy, màu đỏ trọng lượng dây lưng, lại phối hợp màu trắng áo sơ mi. Chật chật chật, hình ảnh kia, suy nghĩ một chút, tuyệt. Ngươi vừa mới đột nhiên đáp ứng nữ nhân kia, cùng Diệp thần đối nghịch, còn sử dụng âm mưu quỷ kế, là bởi vì biết ta là bị Diệp thần đã thương sao? Lưu Ly nhìn chăm chú Tần Lãng đôi mắt, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Có phương diện này nguyên nhân. Tần Lãng thẳng thắn. Lưu Ly lắc đầu, gương mặt lạnh nhạt, ngươi không cần lo lắng an nguy của ta, Diệp thần cùng thực lực của ta không kém nhiều, sinh tử chém giết, ta cũng không e ngại. Mà ngươi quá yếu ớt, nếu là ta không ở bên người, bị diệp thần nhầm vào, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Ngươi nói ta yếu. Tần lãng có chút không cao hứng hỏi lại. Lưu Ly gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Quên ngươi là làm sao bị ta bắt đến sơn động đi đúng không? Tốt, ngươi muốn là nói như vậy, ta còn thực sự không có cách nào phản bác. Tần lãng vươn tay, ngươi chạy đi ra ngoài một chuyến, mua hai ly trà sữa, tiền còn lại đâu? Lưu Ly vẽ mặt cứng lại. Theo trong tay áo chậm rãi lấy ra một tấm 20 tiền mặt, nắm vô cùng gấp, nhưng vẫn là bị tần lãng cho rút đi. Còn có, chúng ta tốt xấu cũng coi như là người quen, ngươi đi thêm một chuyến, kiếm lời ta trên lệch giá, có phải hay không có chút quá mức rồi. Tần lãng có chút hăng hái nhìn chầm chầm Lưu Ly. Lưu Ly nhíu mày, lạnh nhạt trong con ngươi, có gợn sóng chớp động, nàng trầm giọng. Tuy nhiên thực lực ngươi không mạnh, nhưng là ngươi có can đảm cùng dịp thần dạng này người chống lại, can đảm lắm, ta thừa nhận, nói ngươi nhỏ yếu quá cực đoan. Chương 536, hợp đồng ký kết, lâm gia cất cánh. Nói như vậy mới có hơi đạo lý nha. Tần lãng vương tay, thỏa mãn tại Lưu trên đầu vuốt vuốt. Lưu Ly nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Lãng. Lần sau gặp lại loại tình huống này, không muốn chạy loạn khắp nơi, biết ngươi thân thủ tốt, nhưng cái này khu vui chơi cũng là có giám sát thiết bị, vạn nhất bị vỗ xuống đến, ngươi nhảy lên cao vài thước, còn không phải đem người làm cho sợ hãi. Tần Lãng dường như không có chú ý tới Lưu Ly cái kia xem kỹ ánh mắt, còn tại đầu của nàng phía trên, vò a vò. Mấy hơi về sau, thấy tình huống có điểm gì là lạ, Tần Lãng xuất ra 20 đồng tiền, nhét vào Lưu Ly trong tay, cái này coi như là là đưa cho ngươi khổ cực phí đi. Ừm, ta lần sau sẽ chú ý lưu ly nhìn đến cho đi ra tiền lại về tới trong tay của mình yên lặng nhận được trong tay áo nằm sấp trên bàn yên lặng hút lấy trà sữa thời gian kế tiếp tần lãng cũng không có nhàn rỗi mang theo lưu ly lần lượt thể nghiệm khu vui chơi thiết bị tàu lượng toàn bộ đoàn tàu hành khách hô to gọi nhỏ mà ngồi ở hàng trước nhất lưu ly không hề bận tâm sắc mặt bình thản thậm chí mặt màu tím cung trang váy dài tựa như là bị đông lại đồng dạng đều không có phiêu lên để một bên dùng khóe mắt liếc qua một mực chú ý tần lãng rất có một phen phê bình kín đáo nhà ma toàn bộ mờ tối hoàn cảnh bên trong người yêu có đôi có cặp mượn cơ hội này lẫn nhau ở giữa đang sợ hãi âm thanh ấp ấp ôm một cái lẫn nhau sưởi ấm không thể không nói cái này nhà ma xác thực một cái tăng tiếng người yêu ở giữa tình cảm địa phương tốt mà tới được lưu ly nơi này lại thay đổi hoàn toàn vị gặp cương thi lưu ly đứng tại hắn trước mặt đánh giá cẩn thận rất lâu đem cương thi trên đầu dáng vào phù chú lấy xuống từng tận xem xét một lát đối với chết ôm nàng tần lãng nói cái này phù chú là giả ngươi không cần sợ hãi cương thi tâm lý ủy quốc không mỹ nữ ngươi cầm lấy chính là công việc của chúng ta đạo cụ, có thể hay không trả lại cho ta. Lưu Ly trở tay đem phù chú một lần nữa dán tại cương thi trên đầu, mặc cho Tần Lãng ôm lấy nàng, chiếu vào tối tâm hoàn cảnh hạ bản hướng dẫn, đi về phía trước. Chỉ tốn 4 phút không đến, liền xuyên qua toàn bộ mê cung. Thời gian ban đêm, một bên khác, rừng khu nhà cũ. Trong đại sảnh, Lâm gia lão thái quân vẻ mặt tươi cười, liền nói ba chữ tốt, tốt tốt tốt. Tâm Di, làm rất tốt, lần này có thể cùng lệ nhân quốc tế hợp tác, ngươi chiếm công đầu. Từ nay về sau, Ngươi chính là công ty CEO, không có bất kỳ cái gì dị nghị, nếu ai dám ở sau lưng bố trí ngươi, nói cho nãy nãy, nãy nãy giúp ngươi giáo huấn hắn. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Tâm Di đi lệ nhân quốc tế, thế mà thật đem hợp tác cho lấy được, đồng thời còn ký hợp đồng. Khái niệm gì? Toàn bộ Giang Nam quận, những cái kia các đại lão muốn kiếm một chén canh, đều bị lệ nhân quốc tế cho đánh ra. Kết quả Lâm Tâm Di một cái không có danh tiếng gì tiểu tổng giám đốc, thế mà chỉ tốn một cái buổi chiều không đến thời gian, liền đem hợp tác cho nói áp sát. Trần Đào mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm Lâm Tâm Di, tâm lý cổ quái không thôi, không biết trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để hắn khó có thể đi tiếp thu. Lâm Phiêu Phiêu càng là ghen tị đỏ ngầu cả mắt, tâm lý chắc chắn cái này Lâm Tâm Di tuyệt đối là dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Bằng không, lệ nhân quốc tế lão bản làm sao có thể đem lớn như vậy hợp đồng giao cho Lâm gia? Tần thiếu gia bên kia là, lệ nhân quốc tế bên này cũng là. Cái này Lâm Tâm Di nhìn như băng thanh ngọc khiết, kỳ thực không biết dùng bao nhiêu bẩn thiểu thủ đoạn. Lâm Phiêu Phiêu ghen tị cắn răng lão thái quân đâm lấy long đầu quải trượng ánh mắt ngưng trọng mở miệng lần này có thể cùng lệ nhân quốc tế hợp tác là lâm gia chúng ta lớn nhất một lần kỳ ngộ thừa cơ hội này lâm gia chúng ta nhất định muốn rất nhiều tác dụng lâm phong các ngươi phụ trách đem công ty bên trong tất cả con đường đều an bài cho ta phía trên chờ sản phẩm mới vừa lên thành phố toàn diện tiêu thụ lệ nhân quốc tế sản phẩm lâm lan ngươi cùng giang nam quận ngân hàng bộ môn có quan hệ lệ nhân quốc tế đã nguyện ý đem nguyên vật liệu đại lượng hợp đồng giao cho chúng ta lâm gia lâm gia chúng ta tự nhiên muốn nhiều kiếm một chén canh lấy lệ nhân quốc tế thể lượng, vô lượng bao nhiêu nguyên vật liệu đều có thể tiêu hóa, ta hiện tại liền muốn ngươi trắng trợn mua sắm nguyên vật liệu, giá tiền bất luận, thậm chí có thể so thị trường mua sắm giá cao một chút, chỉ cần không bồi thường bản, ít lại tiêu thụ mạnh, có thể tại lệ nhân quốc tế tâm lý đứng vững góp chân, thì không sợ không kiếm tiền. Lâm Lan lúng túng nói, mẹ, công ty chúng ta hiện tại vốn lưu động rất ít, tại ngân hàng phương diện còn có cho vay, coi như cầm không được đi làm thế chấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại vay đến hai ức. Hai ức thì hai ức, lớn bao nhiêu khẩu vị, thì tiêu hóa bao lớn lượng cơm ăn lão thái quân cau mày, không nói thêm gì nữa. Trong lòng của nàng, hai ức tại lệ nhân quốc tế trước mặt, căn bản là không tính là cái gì, lại thêm muốn trong khoảng thời gian ngắn thu mua đại lượng nguyên vật liệu, khẳng định sẽ tại lợi nhuận phía trên làm ra một số để lợi. Tăng thêm ngân hàng cho vay, công ty vốn lưu động, cùng một chỗ cũng bất quá bốn ức dáng vẻ chừng, toàn diện tiêu thụ ra đi, lợi nhuận không nhất định có 5%. Huống chi đến tiếp sau còn phải trả ngân hàng cho vay cùng lợi tức. Lợi nhuận càng là áp suất đến một cái cực điểm. Nhưng lão thái quân cũng không có quá nhiều oán trách cái gì, đây là một cái cơ hội rất tốt, không nắm chặt ở, tại nàng lúc còn sống, lại khó mà để Lâm gia tấn thăng nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Nhìn về phía Lâm Lan, lão thái quân nghiêm nghị nói, nguyên vật liệu bên kia, cho ta độn hàng, tiền hàng trả tiền từng đợt một, chờ lệ nhân quốc tế tiền tới sổ, lại phân lực đưa cho nguyên vật liệu cung cấp thương, vô luận như thế nào, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, trữ hàng đến toàn bộ Giang Nam quận lớn nhất sung túc nguyên vật liệu, chỉ cần có lệ nhân quốc tế hợp đồng tại, thì không sợ không có nguồn tiêu thụ. Toàn bộ Lâm gia, nghị luận ầm ĩ, đều đang mong đợi lần này có thể nhất phi trùng thiên. Mà một mực yên lặng dự thính lâm tâm di, rốt cục nhịn không được, mở miệng nhắc nhở, nãy nãy, dạng này có phải hay không quá được ăn cả ngã về không rồi. Lão Thái quân nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống, ngươi ký hợp đồng là giả. Lâm tâm di liền vội vàng lắc đầu, không phải, chữ viết nhầm chữ màu đen, rõ ràng, nhưng là, chúng ta dạng này toàn diện đè đi lên, dựa vào là phân đoạn vòng vòng đang xen một khi có cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, liền sẽ toàn diện sập bàn A, tính nguy hiểm quá cao. Lão Thái quân sắc mặt ôm nhu xuống tới, cảm thán nói, Tâm Di A, à, ngươi vẫn còn con nít, không biết cái gì gọi là cơ bất khả thất, lâm gia chúng ta hiện tại muốn làm, cũng là nắm lấy cơ hội, chỉ cần có lệ nhân quốc tế tại, thì tuyệt đối không sợ không có tiền kiếm lời, chỉ có thể là cầm tới càng nhiều số lượng. Diệp thần nhìn lấy bị lâm gia coi trọng lâm tâm di, tâm lý rất là thỏa mãn, hắn nhìn thoáng qua Trương Ngọc Tuệ, ở tại bên cạnh nói thầm mấy câu. Trương Ngọc Tuệ nhất thời hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, mẹ, lớn như vậy hợp đồng, là nhà chúng ta tâm di ký kết xuống, nhà chúng ta có thể hay không làm điểm đầu tư. Nhà chúng ta còn có mấy trăm vạn tư sản đâu, muốn toàn diện đầu nhập đi vào. Trương Ngọc Tuệ trong tay có 500 vạn khen thưởng, còn có mấy chục vạn tư sản, dự định thừa dịp cái này kiếm tiền cơ hội, toàn diện đầu nhập đi vào. Hợp đồng là con gái nàng ký kết, nàng có tư cách này, kiếm một chén canh. Chương 537, bưng lấy thật cao. Ngọc Tuệ a, ngươi thật là sinh nữ nhi tốt, vốn là công công chúng tư nhân đối tư nhân, cá nhân tư sản không có cách nào cùng công ty tiền tài nói nhập làm một. Nhưng là lần này là tâm di lập đại công lao ta thì phá lệ một lần, cho phép ngươi đầu nhập tiền bạc. Lão Thái Quân vung tay lên, cho phép Trương Ngọc Tuệ ý nghĩ. Đây là một cái nhặt tiền cơ hội, nhưng đối với Lão Thái Quân tới nói, cũng là đôi bên cùng có lợi, có thể cầm tới càng nhiều nguyên vật liệu, đến tiếp sau sẽ ở lệ nhân quốc tế bên kia đạt được càng lớn tán thành. Có thể miệng bên trong nói ra, lại là cho đủ Trương Ngọc Tuệ mặt mũi, khen nàng sinh nữ nhi tốt. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Trương Ngọc Tuệ mặt mũi tràn đầy cảm kích nói tạ, cầm tay của nữ nhi trưởng, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. 500 vạn khen thưởng, tại trong tay của nàng, chính không biết nên làm sao đầu tư, để tiền đẻ ra tiền đâu. Kết quả ngủ gật tới thời điểm, có người đưa gối đầu. Tuy nói ngay từ đầu để lợi, khả năng kiếm lời thiếu một chút, nhưng cái này không trở ngại người ta ổn định a. À. Kiếm bộn không lỗ, như thế cơ hội cực tốt, đi đến nơi nào tìm. Mẹ, nhà chúng ta cũng có chút tiền, lần này vì có thể giúp Lâm gia cầm tới càng nhiều số lượng, nguyện ý giao ra. Đúng vậy a, à, loại thời điểm này, càng là trữ hàng càng nhiều nguyên vật liệu thì càng có thể chiếm cứ tiên cơ một khi chờ lệ nhân quốc tế sản phẩm mới tuyên bố, cái kia chính là nóng nảy nhiệt tiêu A. Ta đều nghe nói, lệ nhân quốc tế sản phẩm ở nước ngoài lấy được hiệp hội căn cứ chính xác sách, là chân chính cấp cao sản phẩm, mà lại giá tiền, cũng không tính là đỉnh phong một lứa, liền người bình thường đều có thể tiêu phí, khẳng định là cung không đủ cầu. Chờ sản phẩm vừa tuyên bố, còn lại hợp tác đồng bọn, tuyệt đối sẽ lẫn nhau tranh đoạt, mà lâm gia chúng ta vốn là thế yếu. Nếu như tại cái này trước tiên chiếm cứ không đến càng lớn số lượng, đằng sau thì sẽ từ từ bị phân chia hết thuộc về chúng ta cái kia một phần lợi ích. Nãy nãy, ta cùng trần đào cũng có một chút kích xúc a à. lâm gia người ở thời điểm này đều là mắt đỏ lên kiếm bộn không lỗ mua bán người nào không đầu tư a à. như thế cơ hội cực tốt ngay ở chỗ này bỏ qua chính là đại ngu ngốc vô luận là lâm phong lâm lan cũng hoặc là là lâm phiêu phiêu cùng trần đào đều là lên sốt ruột tâm tư lão thái quân khoát tay áo tâm di có công lao ngọc tuệ đầu tư là hợp tình hợp lý đáng giá phá lệ các ngươi không được nàng từ chối thẳng thắn nhưng là trong nội tâm cũng đã hạ quyết tâm đợi chút nữa chờ trương ngọc tuệ đi về sau thương thảo tiếp. Không quan tâm người thân có thể hay không kiếm tiền, nàng quan tâm là có thể hay không cầm tới càng nhiều nguyên vật liệu. Đôi bên cùng có lợi cục diện. Vì cho đủ lâm tâm di mặt mũi, mới như vậy cự tuyệt thôi, nói trắng ra là, đều là thói quen. Nãy nãy, kỳ thật có thể cầm xuống lệ nhân quốc tế hợp đồng, cũng không phải là công lao của ta. Lâm tâm di nhìn lấy vui cười lâm gia, đột ngột mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trương Ngọc Tuệ sắc mặt hơi biến, liền vội vàng kéo nữ nhi, quát lớn nói, tâm di, ngươi tại nói vớ nói vẫn cái gì hợp đồng này đều là ngươi ký xuống, không phải công lao của ngươi, là công lao của người nào. Ngốc hả? Toàn bộ lâm gia đều cho rằng đây là nữ nhi của nàng công lao, lúc này phủ nhận trên người vinh diệu. Trong đầu nước vào rồi. Nàng làm sao sinh ra như thế cái ngốc nữ nhi? Lão Thái quân đưa tay, ra hiệu phía dưới an tĩnh lại, cao mày hồ nghi nói, tâm di, ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại trong này còn có cái gì chúng ta không biết chi tiết? Trương Ngọc Tuệ lắc đầu, mẹ, tâm di đứa nhỏ này đi, tâm lý cũng là thẹn thùng, không có ý tứ ôm hạ lớn như vậy công lao, toàn bằng mẹ ngươi một mực tại đằng sau yên lặng chống đỡ. Thật. Lão Thái Quân hiếu kỳ, mỉm cười nhìn chầm chầm Lâm Tâm Di. Bất kể là của ai công lao, hợp đồng đã nắm mắt tới tay, các nàng Lâm gia được lợi. Lâm Tâm Di tránh thoát mẹ trói buộc, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thần, trầm giọng nói, trước đó cùng các ngươi đánh cược chính là Diệp Thần, là hắn nói có thế cầm xuống hợp đồng, trong lòng ta căn bản cũng không có cơ sở, thậm chí cảm thấy đến lần này xong đời. Nhưng là, coi ta đi lệ nhân quốc tế thời điểm, là chủ tịch tự mình tiếp kiến ta, cái gì cũng không nói, liền trực tiếp ký hợp đồng, ta đến bây giờ đều là không hiểu ra sao. Lời nói, nói rất rõ ràng. Công lao không phải nàng, mà chính là Diệp Thần, không biết Diệp Thần ở bên trong làm cái gì bài văn, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này cùng với nàng không có bao nhiêu quan hệ. Nàng không thích Diệp Thần, trước kia cố kỵ, chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần tại nhà của nàng cần cù chăm chỉ làm 3 năm bảo mẫu, mới sẽ nghĩ đến cho một khoản tiền. Nhưng bây giờ, Diệp Thần có công lao, đó là Diệp Thần sự tình, cùng với nàng không có quan hệ nàng không muốn chiếm dịp thần tiện nghi, cũng không có lý do kia đi chiếm tiện nghi. Ngươi nha đầu này, nói chuyện thở mạnh, hù chết người, vậy còn không đều là người nhà mình sao? Trương Ngọc Tuệ liếc mắt, nhìn dịp thần liếc một chút, nghiêm nghị nói, cũng không uổng công ngươi tại nhà chúng ta ăn uống chùa ba năm, cuối cùng là có chút chỗ dùng. Dịp thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mẹ, kỳ thật đều là tâm di hắn danh tiếng tốt, ta cũng chính là có người bằng hữu nhận biết lệ nhân quốc tế chủ tịch, chính ta ngược lại là cùng hắn không quen, đều là tâm di nổi tiếng bên ngoài, mới lại nhanh như vậy đạt thành hợp tác có người bằng hữu nhận biết lệ nhân quốc tế chủ tịch lâm gia người nghe đến nơi này đều là hai mắt tỏa sáng ào ào tiến lên trước nịnh nọc nói diệp thần ngươi cái tên này tại lâm gia chúng ta xem như ăn uống chùa ba năm không ai đuổi ngươi đi đi mặc dù mọi người ngoài miệng nói khó nghe nhưng cũng là vì tốt cho ngươi muốn cho ngươi tiến bộ hiện tại cơ hội tốt như vậy không biết có thể hay không cùng lệ nhân quốc tế bên kia nói một chút để cho chúng ta cũng kiếm một chén canh đúng vậy a à, đều là người trong nhà ngươi để người bằng hữu cùng lệ nhân quốc tế chủ tịch nói một tiếng đây còn không phải là chuyện một câu nói. Đã từng chửi rủa xem thường Diệp Thần Lâm gia người, tại thời khắc này, toàn bộ đều xông tới, bắt đầu đánh lên cảm tình bài. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, cười lạnh ở trong lòng, đối với những người này chẳng thèm ngó tới. Nhưng không biết sao, Lâm Tâm Di thân ở Lâm gia, không thể không liên hệ. Vì sau này Lâm Tâm Di có thể qua được khá hơn một chút, liền lạnh mặt nói, chuyện này đều là Tâm Di một tay thúc đẩy, ta chẳng qua là lên cái cầu nối tác dụng. Các ngươi muốn đầu tư, tìm Tâm Di là được. Hắn đem cái này có thể kiếm tiền đôi kéo người tâm cơ hội nhường cho lâm tâm di tâm di a à. cô cô chưa từng có cầu ngươi làm qua sự tình nhị thúc cũng không có cầu qua ngươi lần này có thể hay không một đám lâm gia người lại tiến tới lâm tâm di trước mặt bắt đầu hỏi han ân cần mặt mũi tràn đầy tha thiết lâm tâm di bó tay toàn tập cảm giác có chút không quá thích ứng càng phản cảm chính là diệp thần lại đem bóng cao su đá cho nàng chỉ có thể bất lực nhìn về phía nãi nãi lão thái quân tằng hắn một cái nắm lấy cơ hội tức cao giọng nói. Đã Tâm Di đều biểu thị ra, vậy dĩ nhiên cũng không thể quá mức cứng nhắc, muốn đầu tư, đến tiếp sau trực tiếp cùng tài vụ kết nối, làm tốt đăng ký là được. Ha ha ha, cảm ơn Tâm Di, lần này cô cô muốn là kiếm tiền, đưa ngươi một cổ xe. Nhị thúc đưa ngươi một cái đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Cảm tạ âm thanh, bên tai không dứt. Trương Ngọc Tuệ cũng đắm chìm trong một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, đã bản thân bị lạc lối, nụ cười trên mặt cùng sen hoa đua nở giống như, cảm giác được đạt nhân sinh đỉnh phong. Chương 538, càng rỡ thương nghiệp đối thủ. Một bên khác theo khu vui chơi trở về tần lãng tại cho lưu ly điểm tốt thức ăn ngoài về sau tìm một cơ hội chạy ra ngoài tại một nhà hàng trong gian phòng gặp được chạy đến thiên du thành phố một ngữ yên cùng theo đuôi lâm ấu sở mỹ nhan hoàng lên sàn mua bán tiền kỳ chuẩn bị đã làm tốt rồi tần lãng bình tĩnh ngồi tại hai nữ trung gian nhìn thoáng qua một ngữ yên mở miệng hỏi thăm lâm ấu sở một bên giúp tần lãng rót rượu một vừa gật đầu nói đã sớm chuẩn bị sẵn sàng a trong khoảng thời gian này ngữ yên suốt ngày phao trong công ty vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông còn kém định vị lên sàn thời gian tần lãng bưng chén rượu lên nhấp một miếng thì định tại ba ngày sau đi ba ngày sau đây không phải là giang nam quận lệ nhân quốc tế sản phẩm mới ban bố thời gian sao một ngữ yên nghe nói như thế nhất thời lắc đầu thời gian này điểm không tốt lệ nhân quốc tế sản phẩm cùng sản phẩm của chúng ta hoàn toàn đụng hình muốn là đồng thời đem bán khẳng định sẽ sinh ra xung đột ngươi sợ hải mỹ nhan hoàng đánh không lại lệ nhân quốc tế sản phẩm mới tần lãng nhìn chằm chằm một ngữ yên một ngữ yên lắc đầu không phải ý tứ này mọi thứ dù sao cũng phải nhường một bước bằng không sẽ khiến lệ nhân quốc tế bên kia phản công con thỏ gấp còn biết cắn người đây. Nhượng bộ. Tần lãng nghe nói như thế, có chút muốn cười. Ngược lại không phải là nói một ngữ yên ý nghĩ quá ngây thơ, hoàn toàn chính xác tại trên thương trường, làm việc đều phải nhường một bước, kiếm một chén canh là cơ bản nhất, chỉ là ăn thịt ăn canh khác nhau thôi. Nhưng bây giờ, sự tình cũng không có một ngữ yên nghĩ tốt đẹp như vậy. Đợi chút nữa có người muốn đi qua. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động, phát một cái tin tức, cũng không nói chuyện, yên tĩnh tại trong rạp chờ lấy. Không có mất một lúc, mặc lấy áo sơ mi trắng bao mông váy chu quyên, liền đẩy cửa vào đơn giản làm cái tự giới thiệu về sau ngồi ở tầng lãng đối diện nhìn lấy tầng lãng trái ôm phải ấp cục diện treo chọc lên người hoa đào này vận thật là một cái tiếp theo một cái a à. bên người từng cái đều là loại này cực phẩm đại mỹ nữ cái này không trọng yếu đem ngươi bây giờ nắm giữ tin tức nói cho các nàng biết tầng lãng nhàn nhạt liếc qua chu quyên nghiêm túc như vậy làm gì chu quyên liếc mắt còn muốn phản bác có thể thấy được tầng lãng nhìn nàng chằm chằm chỉ có thể nhếch miệng đi thẳng vào vấn đề nói trước mắt lệ nhân quốc tế đã mua chuộc một nhân quốc tế bên trong hai tên nhất cấp chủ quản đạt được đại lượng có quan hệ với mỹ nhan hoàng nội bộ tin tức muốn điều tra mỹ nhan hoàng nghiên cứu chế tạo cách điều chế đáng tiếc không có kết quả chỉ có thể đổi thành đẩy mạnh mỹ nhan hoàng trì hoãn đem bán đây là lệ nhân quốc tế phương án thứ nhất cùng mỹ nhan hoàng đánh một cái thời gian kém không ảnh hưởng bọn họ sản phẩm mới lượng tiêu thụ phương án thứ hai là đúng một nhân quốc tế chính diện tiến công bọn họ hiện tại nắm giữ mỹ nhan hoàng người phát ngôn thi nhã phụ diện tin tức kỳ thật cũng không phải cái gì ghê gớm tin tức cũng là thi nhã nói bạn trai có tại cùng một chỗ ảnh chụp, nam chỉ có bóng lưng, nhưng hai người đi rất gần, thi nhã ôm hắn. Lệ nhân quốc tế chủ tịch điên rồi. Giữa chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ gặp nhau. Một ngữ yên lên tiếng kinh hô, mi đầu nhíu chặt, làm sao cũng không nghĩ tới, lệ nhân quốc tế thế mà ra tay ác như vậy. Muốn không phải nàng đối cách điều chế mức độ bảo mật cực cao, sợ là hiện tại, liền cách điều chế đều muốn bị trộm lấy. Còn có, hai tên nhất cấp chủ quản thương nghiệp gián điệp. Đối người phát ngôn trực tiếp tiến hành công kích. Đây là không chết không thôi cục diện. Cần lãng cười yếu ớt nhìn chằm chằm một ngữ yên, hiện tại, còn cảm thấy muốn cùng lệ nhân quốc tế đôi bên cùng có lợi sao? Những tin tức này, đều là thật, không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Bao quát thi nhã ảnh chụp, cũng là chân thật quay chụp, cái kia bị thi nhã ôm nam nhân, tự nhiên là hắn, chỉ bất quá bởi vì kỹ năng cao cấp tin tức ngăn chặn, chỉ có thể đập tới cái bóng lưng. Coi như thi nhã có bạn trai tin tức ra ánh sáng, đám fan hâm mộ hợp nhau tấn công, cũng chỉ sẽ đối với thi nhã tiến hành ngôn ngữ bạo lực, căn bản là thẩm tra không đến thân phận của hắn đến mức lệ nhân quốc tế chủ tịch có biết hay không một nhân quốc tế đứng sau lưng chính là hắn. cái này không trọng yếu. trọng yếu là hiện tại lệ nhân quốc tế chủ tịch cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi, đứng sau lưng bắt cảnh chiến thần ai cũng dám làm. vẫn là vào chỗ chết làm cái chủng loại kia. yên tâm, người công ty bên trong cái kia hai cái nhất cấp chủ quản đã bị ta phái người đưa tiếng vào, còn có thi nhã phụ diện tin tức, ta cũng đã sắp xếp người cho áp xuống tới. tần lãng ôm một ngửi yên bả vai nhẹ giọng an ủi, sách trước một ngày tiêu thụ đi. Ta bây giờ đi về thì lập tức đem thi nhã video thông qua mỗi cái tuyên truyền con đường cho truyền ra đi. Một ngữ yên mi đầu nhíu chặt, cắn răng, cũng là bị tức không nhẹ. Nếu là thật trên mặt nổi cạnh tranh, nàng cũng sẽ không đối lệ nhân quốc tế sinh ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực, kiếm tiền nha, không xấu xí, không đến mức ngươi chết ta sống. Nhưng lưng gai, đã chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng. Nàng muốn sách trước một ngày tiêu thụ, bức bách lệ nhân quốc tế không thể không vội vàng nên chiến. Thương trường như chiến trường, đánh cũng là một cái thời gian kém. Muốn là khách hàng trước tiếp nhận Mỹ Nhan Hoàng, lệ nhân quốc tế lại phát bố sản phẩm, coi như lại thế nào nói khoát, cũng sẽ nhận trọng thương. Không cần đến, thì ba ngày sau, sự tình ta đã sắp xếp xong xuôi. Tần lãng lạnh nhạt lắc đầu. Tổng yếu cho có ít người một chút thời gian đi điên cùng nha, bị trèo càng cao, đến lúc đó ngã xuống đến, mới có thể càng thảm. Thân làm một cái đại phản phái, người khác đều đem xúc tu đưa đến nàng nữ nhân công ty bên trong đi, nếu là không đáp lại chút gì, ngược lại là không nói được. Được, ta cùng chủ quản bên kia thông báo một tiếng, để cho nàng đem sản phẩm điều tới, sớm chuẩn bị sẵn sàng một ngữ yên lấy điện thoại di động ra đem sớm chuẩn bị tốt văn kiện gửi đi cho chủ quản bị gọi qua đã nói mấy câu chu quyên một mực tại ngồi đối diện chen miệng vào không lọc nín đều muốn nín chết rồi tìm tới cơ hội chỉ một ngữ yên điện thoại di động trêu chọc nói đường đường một nhân quốc tế tổng giám đốc điện thoại di động pin thế mà nổi một rồi ngươi biết cái gì lâm ấu sở gặp bạn thân bị trêu chọc lẩm bẩm lên pin nổi một nguyên nhân đơn giản là thời gian dài nạp điện sạc pin không rút ra hoặc là sạc pin không quy luật tính nhiều lần rút cắm, ngược lại là ngươi có sạc pin sao? Chu Quyên không hiểu ra sao, làm sao cảm giác mình giống như là bị mắng. Được rồi, ngươi không có việc gì đi về trước đi, chiếu ta nói làm, chờ thời cơ đã đến, liền đem tin tức truyền đi. Tần lãng khoát tay áo, bắt đầu đuổi người. Nắm lấy một ngữ yên điện thoại di động nhìn một lát, chỉ còn lại 10% lượng điện, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi nạp cái điện. Một ngữ yên gương mặt phím hồng nhẹ gật đầu. Lâm ấu sợ nơi nào sẽ bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời cơ vội vàng cầm ra bản thân hắc bình điện thoại di động, kêu la lên, ta điện thoại di động đều tự động đóng máy, ta cũng muốn nạp điện, nhiều nạp mấy lần. Chu Quyên buồn bực, cái này trong nhà ăn có nạp điện bình a. À? Lâm ấu sở ngâm một miệng, dùng khác biệt loại sạc pin nạp điện, cũng cho ngươi tốt ý tứ nói ra miệng. Chương 539, quyết chí tự cường lưu ly. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1.600 Làm tầng lãng trở lại tiểu khu thời điểm, đã là trạng sáng, đi xuống lầu dưới nhìn lấy trong phòng đèn vẫn sáng, tăng nhanh tốc độ. Vừa vừa vào cửa, liền có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập tầng kia màu trắng hàng khí. Chờ đến phòng ngủ của mình, càng là nhìn đến gần như sắp muốn kết thành băng tinh sương mù màu trắng. Thế nào đây là? Tầng lãng tiến lên, cầm lưu ly tay cầm, nhất thời một luồng hơi lạnh hướng về chính mình chui đi qua, tại toàn thân bên trong lưu chuyển lên toàn thân rùng mình một cái không có việc gì lưu ly trở mình mặc cho tần lãng ngồi tại che phủ cúng lên nắm lấy bàn tay của mình thế này sao lại là không có việc gì rõ ràng là có cảm xúc mà tần lãng tâm lý nổi lên nói thầm có tật giật mình chẳng lẽ lại là vừa rồi lưu ly theo dõi hắn rồi không có khả năng a à? lúc đi ra vì để tránh cho bị theo dõi hắn cố ý mở ra bất diệt kim thân đem thể chất điều chỉnh đến mạnh nhất đi ra ngoài không đến mức sẽ bị phát hiện a à? có thể nếu là không có sự tình lưu ly băng phách linh thể, làm sao lại đột nhiên lại táo động rồi. Hắn cầm lấy cái kia một vốn đã kết thành băng tinh tiểu thuyết, nhìn lấy lật đến cái kia một tờ, ngọt ngọt ngào, không có nửa điểm đau. Ta hỏi ngươi một việc a. À. Lưu ly suy nghĩ thật lâu, vẫn là nhịn không được, chuyển tới, đầu tựa ở trên gối đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần lãng, cắn răng, nói, ngoại trừ tội phạm cướp giật cùng ăn trộm, còn có bắt cái gì là có thể cầm tới tiền thưởng. Ách! À. Tần lãng nghĩ tới điều gì, buông ra lưu ly tay cầm, đi đến phòng ngủ lối vào, nhìn thoáng qua phòng thách mặt bên tung bay cửa sổ, còn mở rộng ra, gió lạnh bên ngoài ngược lại rót vào, gào thét thổi. Hắn đi qua, đem cửa sổ đóng lại về sau, lúc này mới trở về, nắm lưu ly tay nhỏ, an ủi nói, ăn trộm cũng là muốn qua sinh hoạt nha, khả năng buổi tối hôm nay quá lạnh, bọn họ chưa hề đi ra công tác. Muốn là lưu ly không nói, hắn đổ là đem cái này gốc rạ đem quên đi. Ai biết, lưu ly cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lại đi ra ngoài bắt ăn trộm. Quan trọng, hắn hôm nay lên tiếng chào, những cái kia ăn trộm đều không đi ra công tác, vô hụt. Sớm biết lưu ly bắt không được ăn trộm, băng phách linh thể sẽ bạo phát nên nhiều an bài mấy người đi ra tâm lý cười khổ tần lãng đã hạ quyết tâm đêm mai để quân tử nhiều an bài mấy cái đi ra liền tại phụ cận để lưu ly bắt gãy tràn đầy để cho nàng vui vẻ vui vẻ cũng có khả năng lưu ly cao mày nhẹ gật đầu nàng một cái tay khác cũng khoát lên tầng lãng tay cầm hồ nghi nói làm sao trong cơ thể ngươi thuần dương chi lực càng ngày càng mỏng manh cánh tay của ngươi đều muốn kết băng cụ cụ tần lãng lúng túng nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng có thể là ra đi làm việc thời điểm, gió lạnh thổi hơi nhiều a. À? Có phải hay không cảm giác bàn tay của ta không quá ấm. Hắn xốc lên ổ chăn, chui vào, từ phía sau lưng ôm Lưu Ly thân thể. Ngươi làm gì? Lưu Ly nhíu mày, đầy nhược hàng xương. Tần Lãng Nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi không phải lạnh không? Có thể là tiếp xúc diện tích không đủ lớn, ta tăng lớn tiếp xúc diện tích thử nhìn một chút, có thể hay không ngăn chặn ngươi băng phách linh thể đang bị tần lãng ôm trong tích tắc nàng căng thẳng trong lòng theo bản năng phản bác nhìn nhiều như vậy căn cứ tên điển tịch nàng dĩ nhiên minh bạch tần lãng loại hành vi này tương đương với chiếm tiện nghi nhưng bây giờ cảm nhận được sau lưng ôm nàng tần lãng toàn thân đều tại run lẩy bẩy bị đông cứng đến không nhẹ nhưng dù cho như thế tần lãng vẫn là như vậy ôm chặt nàng muốn giúp nàng ức chế băng phách linh thể bạo phát hàng khí cái này khiến nàng có chút không có cách nào mở miệng đi cự tuyệt thậm chí cảm giác chính mình vừa rồi ý nghĩ quả thực là đối tần lãng một loại làm bẩn còn lạnh không tần lãng ôm lưu ly âm thanh run rẩy hỏi thăm kỳ thật đi ức chế băng phách linh thể bạo phát ngoại trừ tăng lớn tiếp xúc diện tích còn có biện pháp khác thí dụ như uống thuốc một dạng để dược vật tiến vào dạ dày trong thân thể tiêu hóa chảy xuôi đến toàn thân bên trong có thể ngăn cách hoa ngoài da loại này không cần thiết tiêu hao nhưng là đâu loại phương pháp này có chút khó có thể mở miệng tần lãng cảm giác quan hệ còn chưa tới một bước kia muốn là nói ra có khả năng trực tiếp bị đông thành tượng băng không lạnh nghỉ ngơi đi lưu ly thanh âm bình thản không hề bận tâm, giống như là sau lưng chính là một khúc gỗ, hoàn toàn không có tiểu nữ nhi cái chủng loại kia ngượng ngùng tư thái. Ngày thứ hai, tần lãng cả ngày đều bồi tiếp lưu ly, chỗ nào cũng không có đi. Thì như là một đôi tiểu phu thê giống như, thức ăn ngoài cũng không điểm, hai người kết bạn ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, buổi tối trở về nấu cơm. Tần lãng làm món ăn nóng, lưu ly làm đồ ăn nguội, tỉ như ướp lạnh hạt sen canh, đậu xanh sinh tố, trời đang rất lạnh uống một miệng, toàn thân đều phát lạnh. Cái này cũng gián tiếp thúc đẩy lưu ly thể chất, càng dễ dàng ở buổi tối tràn lan ra càng nhiều hàng khí mà nếm đến một lần ngon ngọt tầng lãng thì lạc 10 phần bất đắc dĩ tác dụng tăng lớn tiếp xúc diện tích điện pháp đi tận khả năng ức chế hàng khí tràn ra ngoài ngủ một giấc tỉnh tầng lãng ngáp một cái nhìn lấy trống rỗng ổ chăn bén chăn lên đi ra ngoài trong phòng khách rốt cục có người quỳ tại mặt đất gạch lên chỉ là cái này quỳ bảy tám người không có một cái nào khuôn mặt xa lạ toàn bộ đều là người quen nhìn lấy quỳ trên mặt đất bảy tám người tầng lãng khóe miệng giật một cái tiến lên sử dụng thuần dương bá thể đem lưu ly sử dụng hàng khí phong bế huyệt đạo đều cho chấn khai quân tử mấy người ngẩng đầu nụ cười trên mặt nở rộ giống như là bảy tám đoá lão hoa cúc trăm miệng một lời thiếu gia buổi sáng tốt lành đây là có chuyện gì để cho các ngươi tìm mấy cái tên trộm ra ngoài tại sao là các ngươi chính mình bị bắt tới tần lãng mặt lạnh lấy tức giận quát lớn quân tử chê cười nói thiếu gia không phải chúng ta không tìm người là phụ cận cái này trong hội ăn trộm đều mẹ nó bị dọa cho sợ rồi một cái cũng không dám ra ngoài trộm đồ ta vốn là muốn tìm mấy cái huynh để giả mạo một chút có thể mấy cái này tên khốn kiếp nói là chưa từng làm ăn trộm lề mà lề mề ta liền nghĩ cho bọn hắn biểu diễn một lượt kết quả không có nghĩ rằng ta cái này còn không có lực đến người ta đi đâu thì bị đánh ngất xỉu chờ lúc tỉnh lại đã quỳ ở chỗ này tầng lãng viện cái tráng có chút bất đắc dĩ để ngươi tìm ba bốn người là được rồi kết quả lập tức bị bắt tám cái hai trăm năm mươi một người tám người cũng là hai nghìn một đêm hai nghìn lưu ly cái này kiếm tiền tốc độ xài như thế nào hết quân tử vẻ mặt đau khổ cúi đầu thiếu gia ta cũng không muốn a à vốn là dự định luân phiên chế, một đêm hai đến ba người, ba lớp ngược lại, có ngày nghỉ. Kết quả cái này ban còn chưa lên đâu, sao huyệt liền bị một mẻ hốt gọn a. À. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ, liền khác thường vang truyền đến, cửa sổ bị mở ra. Một thân màu tím cung trang váy dài lưu ly, nhảy vào, còn sách lấy một người nam tử, mang theo hắn sau cái cổ. Nam tử này cũng không nhận biết, rất lạ lẫm. Nhưng tần lãng khi nhìn đến nam tử này ở ngực huy chương lúc, trợn tròn mắt. Chương 540, kết xù tiền thưởng, lưu ly phát tài. Người này, ngươi là từ nơi đó chụp tới. Tần lãng chỉ bị dắt lấy sau cổ áo nam tử, gương mặt kinh ngạc. Thế này sao lại là cái gì ăn trộm, rõ ràng là cố ý ẩn nặc thân phận thường phục A. À. Cổ áo bị giật ra, liền bên trong huy chương đều lộ ra. Lưu ly nhíu mày, tại sát vách tiểu khu, hắn lén lén lúc lúc, trốn ở sau cây, nhìn chầm chầm vào nhà người ta nhìn, khẳng định không phải người tốt. Tần lãng tặng hắn một cái, đại khái đoán được cái gì, thúc giục nói, ngươi trước tiên đem hắn làm tỉnh lại lại nói. Lưu Ly cũng không có phản bác, ngón tay điểm nhẹ, đã hôn mê thường phục, mơ mơ màng màng mở mắt, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, kinh ngạc nói, ta đây là ở đâu bên trong? Tần Lãng lúng túng nói, vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy ngươi đã hôn mê, là nàng đem ngươi cứu trở về. Thường phục theo Tần Lãng tay chỉ phương hướng, nhìn lấy Lưu Ly, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, cảm ơn ngươi a. À. Lưu Ly hoang mang mở miệng, một mình ngươi ở bên ngoài, lén lén lúc lúc làm gì? Lén lén lúc lúc. Thường phục không hiểu rõ Lưu Ly ý tứ, nhưng cũng không có giải thích, căn bản thì sẽ không nghĩ tới, chính mình là bị trước mặt cái này yếu đuối lưu ly cho đánh ngất đi, giải thích nói, chúng ta tiếp vào có người báo án, nói là trong cư xá xuất hiện đồ không sạch sẽ, có người trông thấy một đoàn nhan sắc rất sâu u linh tại loạn tung bay, phía trên hạ lệnh điều tra rõ ràng, ta liền bắt đầu tại tiểu khu bên ngoài nằm vùng, chuẩn bị bắt lấy cái kia giả thần giả quỷ. Thế nhưng là, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau lưng tê rần, thì đã mất đi ý thức. Chờ lúc tỉnh lại, đã bị ngươi cho cứu về rồi. Lưu ly hít sâu một hơi, muốn mở miệng nói xin lỗi cũng là bị tần lãng cho kéo tay chưởng đối với thường phục buồn cười nói đã có nhiệm vụ tại thân, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại ngươi thì tranh thủ thời gian tiếp tục đi theo dõi đi, nhất định muốn vì dân trừ hại, đem cái kia giả thần giả quỷ, cho bắt quy án. Đánh trước phát lại nói, đợi chút nữa lại để cho quân tử đi xử lý một chút đến tiếp sau, lấy tuyệt hậu hoàng. Thường phục đến bây giờ não tử đều là chóng mặt, căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nghe được tần lãng nói như vậy, liền theo bản năng gật đầu, chất phát rời khỏi phòng, đi bộ đều thất tha thất thểu, cũng không biết là không hoàn toàn thanh tỉnh vẫn là não chấn động ta bắt nhầm người. Lưu Ly miếng môi, nhìn lấy tần lãng, có chút không nói ra được tự trách. Tuy nhiên ngươi vì dân trừ hại tâm tư, là cực tốt, nhưng không phải cái gì lén lén lúc lúc người, đều là kẻ trộm A. À. Tần lãng cảm khái sờ lên đầu của nàng. Quân tử rất tức thời ngắt lời nói, cái kia, kỳ thực ta chính là người tốt, ta không là kẻ trộm A. À. Hắn móc ra một cuốn sách nhỏ, giải thích nói, ta là có chứng, cấp bậc của ta so vừa mới cái kia tiểu tiện áo, cao không biết bao nhiêu, cũng là tại chấp hành nhiệm vụ. Hắn thốt ra lời này, có ba bốn cái bảo tiêu, đều là theo chân đứng lên, luôn ở nơi đó quỳ, chân đều chua. Những thứ này cũng là tốt người. Lưu Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía tầng lãng, bọn họ tại trong cư xá lén lén lúc lúc, đối người ta tòa nhà chỉ rõ, làm sao có thể là người tốt. Bắt lộn một cái thường phục, tám người này lại là người tốt, đây chẳng phải là nói, buổi tối hôm nay tôi công bận rộn rồi. Muốn đơn thuần một chuyến tay không, cái kia còn chưa tính, nàng nhận, khẽ cắn môi thì nhẫn nại đi qua. Có thể buổi tối hôm nay, bận rộn thời điểm, nàng là bực nào vui sướng một tên trộm khờ khạo, tám tên trộm 2000 khối. Làm nắm lấy thường phục trở về thời điểm, nàng trọn vẹn có thế nắm bắt tới tay không? Kết quả hiện tại, nó cho nàng, một buổi tối đều là toi công bận rộn, toàn bắt lộn. Hô. Có một cổ khí tức theo lưu ly trên thân ngông cùng phiêu tán đi ra, nhiệt độ chung quanh chỉ một thoáng giảm xuống mấy độ. Đây không phải lưu ly tại nổi giận, đang uy hiếp, chỉ là đơn thuần tâm tình biến hóa, đưa tới băng phách linh thể trung chuyển, chính mình cũng khống chế không nổi cái chủng loại kia. May mắn trong khoảng thời gian này có tầng lãng thuần dương bá thể giúp đỡ điều chỉnh, bằng không, chỉ là cái này to lớn tâm tình chập chờn cũng có thể đem chính mình cho đóng băng. Tầng lãng hướng về quân tử nháy mắt ra dấu. Quân tử hiểu ý, liền vội vàng xoay người, đem còn muốn đứng lên ba cái huynh đệ cho nhấn trên mặt đất. Ba cái đại huynh đệ đều là trợn to trong mắt, một mặt sợ hãi nhìn qua quân tử ca. Quân tử nộ hống, nhìn cái gì vậy? Các ngươi đám này kẻ cướp, phạm vào án, còn muốn thoát thân. Hắn ngắm nhìn Lưu Ly, nghiêm nghị nói, tối nay, Chúng ta là tìm phục tại những thứ này kẻ cướp bên trong, dự định đem một lưới bắt hết, không nghĩ tới bị ngươi đi đầu một bước chế phục. Nằm vùng. Lưu Ly Hồ Nghi. Nàng là biết cái nghề nghiệp này, tại thần thám đại nhân quá hung tàn, bên trong có những người này tìm phục tại phạm tội phần tử bên trong, rất là nguy hiểm. Vậy ta làm sai chuyện, đem thân phận của các ngươi cho bạo lộ rồi. Lưu Ly thất vọng, ngậm miệng, mi đầu nhíu chặt. Quân tử nào dám theo Lưu Ly mà nói hướng xuống giảng. Trong gian phòng đó nhiệt độ đều đông lạnh đến bọn hắn co giật, liền vội vàng lắc đầu, không có vốn là dự định thu lưới, vừa vặn ngươi giúp chúng ta đại ân, đem những thứ này kẻ cướp cho bắt giữ. Ta sau khi trở về, nhất định muốn cho ngươi xin một cái ba tốt thị dân phần thưởng, muốn cho ngươi xin thêm tiền thưởng. Lưu Ly thở dài một hơi, không có thêm phiền phức liền tốt, không có thêm phiền phức liền tốt. Quân tử mấy cái nói vài tiếng về sau, muốn tần lãng phương thức liên lạc, liền áp giải đại huynh đệ nhóm rời khỏi phòng. Tiếp xuống cả ngày, Lưu Ly đợi ở nhà, đều là mất hồn mất vía, ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy điển tịch, đều sẽ thất thần, thỉnh thoảng nhìn một chút treo trên tường đồng hồ thẳng đến tầng lãng sau khi rời khỏi đây lại trở về, Lưu Ly vẫn là ngồi ở trên ghế salon, xem sách. Có chút khát nước. Tần lãng ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân. Lưu Ly một cái tay cầm lấy sách, đang nhìn, một cái tay mang theo ấm trà, giúp đỡ rót một chén nước ấm. Vừa mới đi ra ngoài một chuyến, những người kia đem khen thưởng chuyển giao cho ta. Tần lãng uống một ngụm nước ấm, chủ động mở miệng điển tĩnh. Lưu Ly ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Ánh mắt cũng không có nhìn về phía tần lãng, chỉ là yên lặng chầm, chầm lấy sách trong tay, cái kia bộ dáng nghiêm túc dường như đối tiền thưởng căn bản cũng không để ý giống như. Chỉ là, tần lãng không biết là, theo hắn sau khi rời khỏi đây, lưu ly cầm trong tay quyển sách này, thì không còn có lật qua trang. Tần lãng cảm thán, lần này khen thưởng không ít a, à, thế mà khoảng chừng 5 vạn khối. 5 vạn. Lưu ly tâm lý lộc bột một tiếng. Một ly trà sữa 15 khối, 1.000 khối tiền, có thể mua hơn 60 ly trà sữa, 5 vạn khối có thể mua bao nhiêu ly. Cái kia đến dày bao nhiêu nhất đại xếp, Tần lãng từ trong ngực lấy ra một chồng tiền mặt, nhét vào lưu ly trong tay. Tiền này, ngươi lấy được là đưa cho ngươi phần thưởng. Hắn lại tay lấy ra ba tốt học, xin giấy khen. Chỉ bất quá cái kia đằng sau hai chữ bị thật dày thể chữ đậm bao trùng thành thị dân, có chút vội vàng, có chút qua loa. Nhưng là không trở ngại, lưu ly nàng cũng chưa từng thấy qua thật. Thậm chí nàng nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút giấy khen. Chầm chầm lấy trong tay một xếp nhỏ tiền mặt, trong này có năm nghìn một trăm trương tiền sao? Không có a? À. Tần lãng sắp nhịn không nổi. Vậy làm sao mỏng như vậy? tiền thưởng là có năm vạn, nhưng ngươi suy nghĩ một chút a, à, những người kia làm thời gian dài như vậy nằm vùng, bọn họ có cần hay không khen thưởng? bọn họ bốc lên mạo hiểm thế nhưng là lớn hơn ngươi nhiều, mà lại bỏ ra thời gian dài. vậy nơi này là bao nhiêu? một nghìn